Chào các bạn nha. Hôm nay mình là tiếp tục Photoshop. Chủ đề hôm nay là phần layer, là các lớp đối tượng trong Photoshop. Thì đầu tiên mình xin thực hành một vài thao tác để cho các bạn hình dung được layer gồm có những chức năng gì nha. Rồi, mình sẽ dùng một vài những hình ảnh mình đã chuẩn bị sẵn nha. Đây, mình gom một được khoảng 5 hình. Đây, mình chọn từ folder, mình kéo vào Photoshop, mình thả vào đây. Đây. Đây các bạn thấy không? Đấy, nó bây giờ nó thả vào một lúc như vậy thì nó có 5 cái tab cùng 5 cái hình khác nhau. Vậy. Đây. Bây giờ mà thiết kế thì chúng ta sẽ gom có thể là nhiều hình vào trong một cái doc của mình. Vậy thì thao tác nó như sau. Chúng ta tạo mới một cái file nha các bạn. Tạo cách là file new. Nó tạo một cái kích thước cơ bản thôi. Ngang 3000, cao 2000 pixel. Rồi. Thì cái đó các bạn vào những cái tab này. Các bạn click chuột nha. Các bạn giữ. Rồi các bạn giữ chuột, các bạn kéo đưa vào đây, thả vào đây. Rồi bây giờ các bạn thấy là mình có cái hình bên này rồi nè. Rồi tiếp tục nha. Tương tự vậy, giả sử như đây là một cái hình trong suốt. Rồi cũng kích giữ kéo đưa vào đây. Đấy, lần lượt như vậy, các bạn thấy không? Rồi. Thả vào đây. Thì những cái thao tác này người ta gọi là thao tác trên layer. Đấy. Bây giờ mình di chuyển nè. Mình di chuyển thì mình chọn từng lớp nha, bởi vì mỗi một lớp là một hình. Đây, cái hình cây nè. Đấy, chọn di chuyển đi. Cô gái này. Đấy, chọn di chuyển đi. Rồi nếu như mà các bạn muốn dùng chức năng là tự động ấy, kích vào auto, kích vào sau transform thì các bạn chọn ở chỗ nào thì nó sẽ tự động cho các bạn luôn. Vậy nè, hay không? Rồi chúng ta di chuyển, chúng ta phóng to, chúng ta thu nhỏ. Rất là đơn giản nha các bạn. Rồi. Rất là đơn giản. Thì thao tác mà mình vừa cho hình ảnh vào, có nghĩa là khi mà mình Ctrl A nha các bạn. Ctrl A có nghĩa là chúng ta chọn hết thôi, hết một cái hình như thế này. Sau đó chúng ta copy, nghĩa là chúng ta dùng lệnh là Ctrl-C. Đấy. Rồi. Chúng qua đây. Chúng ta kết thúc lệnh bằng là phím Ctrl-V. Đấy. Thì cái chức năng copy. Này, copy là như thế này các bạn. Copy đó. Nghĩa là chúng ta Ctrl-A hết tất cả những cái vùng các bạn chọn. Chúng ta copy và chúng ta back qua đây. Nó cũng là thao tác layer. Và khi vậy các bạn thấy tôi dùng một tôi chọn như thế này, tôi kéo qua luôn vẫn được nha các bạn, vẫn được. Đây là hai cách là cho các bạn import cái file hình ảnh vào trong Photoshop. Cách thứ ba là chúng ta sẽ thực hiện theo lệnh là play. Chúng ta vào file chọn play. Play có như vậy, nó sẽ giảm tới một thư mục và nó sẽ import cho các bạn một file ảnh. Chọn. Và chúng ta play để cho nó nhập vào. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi nhập vào thì chúng ta điều chỉnh kích thước bằng cách là co giãn bốn góc. Như thế này. Và enter hoặc là click vào đây. Đấy. Để chúng ta kết thúc lên. Đấy. Những thao tác trên layer. Rồi, rất là dễ nha các bạn nha. Rồi, bây giờ xong rồi phần cơ bản vậy rồi, nghĩa là nhập file, nhập một cái file ảnh vào trong file thiết kế của doc của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái doc mới. Mình cũng vào file new, mình tạo ra nha. Cũng là 3000, 2000. Resolution mình để 300.
Ok, các bạn quan sát nha. Trên thanh menu chúng ta luôn có những số hết khác nhau nè. Ở đây các bạn thấy layer nè, trên layer chúng ta bạn có một cái new, và trong cái new này nó sẽ cho bạn tạo lớp. Ví dụ new layer có nghĩa là chúng ta vào layer chúng ta tạo một cái lớp mới như thế này. Thì lớp này dùng để làm gì? Các bạn tiến hành click chọn. Rồi bây giờ nó sẽ ra một cái option cho các bạn đặt thông số, giả sử như ở đây là layer 1, chúng ta ok. Màu sắc thì các bạn có thể chọn màu nếu như các bạn thích phong cách màu, ok. Rồi thì các bạn quan sát ha, bây giờ nè, đấy mình tạo mới ra được một layer nè, nhưng mà cái lớp này nó chưa có màu sắc, chưa có cái gì trên này hết. Cái này là một cái lớp rỗng, hoàn toàn rỗng. Thì trên những cái lớp rỗng này các bạn có thể đổ màu được nha. Chúng ta dùng những công cụ selection. Đấy, chúng ta vẽ lên đây và chúng ta vào edit view, chúng ta chọn color. Đấy, ok. Đấy ha, thì select chọn, thì các bạn thấy không? Đấy, giờ cái layer mình vừa tạo ra nó là bây giờ là màu vàng này. Màu vàng này. À, tiếp tục mình tạo mới tiếp mà. Có thể là trong cái file thiết kế mình có nhiều nhiều cái hình dạng khác nhau, chẳng hạn giả sử là bây giờ mình dùng hình tròn à. Đấy, mình vẫn đổ màu vậy ha. View Color. Xong này ok thì select chọn. Đây như bây giờ các bạn thấy không? Hai lớp riêng biệt nhau đấy. Thì bây giờ thay đổi vị trí của layer, mình kéo xuống đấy, thì các bạn thấy không, rất là nhanh, rất là đơn giản đấy. Rồi thiết kế là đơn giản thôi. À, các bạn thấy là chúng ta có lớp nè. Để được chưa? Đây, giờ các bạn thấy là trên layer màu vàng. Giả sử như mình hạ cái opacity xuống nha. Opacity nằm đó các bạn, opacity nằm ở góc này này. Đây, các bạn thấy không? Trên mỗi một layer chúng ta luôn luôn có những thông số của layer. Ví dụ như blending mode như thế nào, opacity bao nhiêu và fill bao nhiêu. À, giả sử như bây giờ là opacity các bạn hạ từ 100 xuống còn 50. Đấy, thì các bạn thấy là cái màu vàng của chúng ta đó nó nhạt đi, nó mờ đi khoảng 50% so với cái màu gốc của nó nha. Đúng không các bạn? Đấy, 100 này. À, vậy khi mình đưa về không thì nó biến mất, bởi vì nó trong suốt luôn. Rồi opacity thì tương tự, fill thì đại diện cho chức năng là màu sắc, các bạn đưa về một không gian thấp hơn nó cũng có nghĩa tương đồng với opacity. Vậy hai cái này các bạn có thể dùng một trong hai hoặc là dùng hai tùy theo hoàn cảnh. Đây là chúng ta có thao tác là layer new và chúng ta tạo lớp mới như thế này. Chúng ta vẫn còn những thao tác ví dụ như là nhân đôi, các bạn đã để ý trong những bài trước mình đã đề cập tới chức năng là Ctrl+Z. Ctrl+Z ở đây có tác dụng nhân đôi nha các bạn, nhân đôi đấy, nó sẽ nhân đôi cái layer lên khi các bạn chọn nó. Click rồi, vậy các bạn thấy không, nó đã nhân đôi lên thành hai đối tượng layer nào nè. Bây giờ mình kéo ra đấy, hai đối tượng tương tự anh vàng này cũng vậy, chúng ta dùng phím Ctrl+Z đấy, các bạn thấy không, nó đây nhân đôi làm hai rồi đó. Layer nha, rất là đơn giản. Thiết kế thì chúng ta chỉ việc là điều chỉnh đúng layer và vẽ là những dạng. Vâng, tiếp theo mình sẽ đề cập tới một ví dụ rất là hay trong phần này. Tôi có một khoảnh sẵn
Và tôi sẽ cho các bạn biết cách mà tôi blending mode, tôi chọn màu, tôi blend là như thế nào. Bây giờ tôi sẽ cho file ảnh này vào trong Photoshop. Các bạn có thể dùng bằng cách là file open vẫn được nha. File open nó sẽ mở chúng ta một cái tab mới. Chúng ta chọn, chúng ta open. Rồi. Tiếp theo, tôi cần có cái nguồn tài nguyên cần thiết. Đấy, có thể là nguồn ánh sáng như thế này. Ở đây tôi dùng một trong những ánh sáng mà phổ biến, nó chính là flare. Đây, tôi kéo thả vào đây. Đấy. Và tôi phóng to ra cho nó kín khung hình. Đây, các bạn enter và tích vào đây. Giờ các bạn thấy nha, khi mà mình hạ opacity xuống, có nghĩa là đồng nghĩa với việc là tất cả những cái màu sắc trên layer này nó sẽ giảm. Nó sẽ giảm. Khi mình hạ xuống nó sẽ giảm. Và dần tới trong suốt luôn. Nhưng điều này thì nó không có tác dụng gì nhiều. Đấy, nó không làm nổi bật. Thì Photoshop sẽ cho các bạn sử dụng một trong những chức năng để blend, nó chính là blending mode. Thì các bạn thấy đây là mặc định là normal, có nghĩa là không có gì xảy ra hết. Vậy khi mình vào hòa trộn, mình chọn một cái chức năng trong này, thì các bạn thấy là bây giờ nó đã hấp dẫn hơn. Nên mình gọi là hấp dẫn hơn. Đây là mình đã có một cái ánh sáng nhân tạo, và cái hình của mình nó đã được blend theo kiểu là màu vàng, là cái ánh nắng. Đây. Bởi vì trong lớp màu này mình thay đổi normal về thành string. À, thì các bạn thấy normal, bức hình của chúng ta nó sẽ có hai mảng màu nha, một bên là màu đen, đây là mảng đen tối vậy nè, một bên là cái mảng sáng sáng. Để khi mình vào blending mode, mình chọn chức năng lọc. Nếu như mình chọn string, ở đây đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ giữ lại cái phần sáng. Thì ở đây có tổng cộng là 5 kênh, nghĩa là 5 cái cường độ khác nhau, 5 cường độ khác nhau phù hợp cho người dùng. Các bạn có thể tăng giảm cường độ tùy các bạn. Nhưng ở đây tôi hay dùng string, bởi vì string nó rất là mềm. Rồi, bây giờ khi mình dùng string có nghĩa là nó giữ lại cái phần sáng cho các bạn. Phần tối nó đã tự động nó mất đi, nó đã trộn mất đi. Đấy. Thế bây giờ mình đổi đi. Mình lấy phần tối rồi mình bỏ phần sáng. Nếu như mà như vậy thì mình phải dùng chức năng ở trên này, liên quan đến cái phần tối. Multiply. Đấy, các bạn thấy không? Phần tối bây giờ nó giữ nè. Phần sáng nó lọc đi rồi. Phần sáng này nó lọc đi rồi. À vậy hai chức năng giữa multiply và string này nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau. Cho nên cho những trường hợp mà các bạn dùng blend màu thì các bạn có thể là làm thử thách của mình. Đấy, mình sẽ dùng một cái khác này. Mình có thể xài một dạng khác, đó chính là ok. Đấy, các bạn thấy không? Ok nè, thấy không? Mình sẽ đưa vào trong đây luôn. Đấy, không to ra. Và mình cũng dùng chức năng hòa trộn string để mình tách màu được đi. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn nó cũng khá là hay, rất là thú vị. Đấy. Dạ vàng rồi, giờ đổi qua xanh xem sao. Xanh nha. Đấy. Này ăn quay xanh rồi. Dạ được các bạn. Quá được đúng không? Dạ khi mình thấy nó đậm quá, hoặc là cái phần hòa trộn mình thấy nó hơi bị lắng chiếm so với cái chủ thể quá, thì các bạn có thể hạ opacity bớt xíu, cho nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, nhẹ nhàng hơn. Đúng các bạn, đấy, là dễ ha. Chọn trên layer thôi. Và tương tự các bạn bạn có thể dùng với
những loại khác như là lửa, kim tuyến. Đấy, các bạn cũng dùng theo thao tác mà chúng ta hòa trộn như vậy nha. Swing. Đấy. Đó. Bây giờ dễ đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác một khía cạnh về sản phẩm nghệ thuật rất được ưa chuộng gần đây, đó chính là cái double embouchure. Đấy. Thì bây giờ các bạn quan sát nha. Theo những ví dụ khi nãy mà mình đã phân tích cho các bạn ấy, các bạn hình dung như thế này nè. Các bạn thấy không? Giữa hai cái hình này. Đấy, đây là cái hình gốc. Và cái hình này chúng ta sẽ lồng ghép vào trong này. Vậy thì giờ thì sao các bạn? Để ra được một sản phẩm có tính chất nghệ thuật như thế này thì các bạn thấy là người ta đã loại bỏ đi cái phần màu đen, có nghĩa là phần tóc của cô gái. Nó giữ lại cái phần ánh sáng thôi, có nghĩa là phần da. Thì ở đây mình nghĩ nó đơn giản thôi, là có nghĩa là mình sẽ dùng cái lớp hình mà có cô gái này nè, mình chuyển cái blending mode từ normal ấy về thành twin để mình giữ vùng sáng và mình bỏ vùng tối đi, thì nó sẽ dần hiện ra cái lớp cây ở bên dưới. Nhá ha, mình giải thích như vậy. Nhưng bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm luôn nha, mình làm luôn như các bạn nè. Rồi cái này xong nha. Rồi ban đầu điều đầu tiên ơi, các bạn cần có kích thước, các bạn muốn tạo ra những khuôn hình, để chúng ta làm việc thì nói nha. Tiếp đến là chúng ta cho đối tượng vào. Đấy, các bạn thấy không? Đối tượng cho vào. Cho vào xong enter nhé. Hoặc là tích vào đây. Ô, xin lỗi nha. Mình lỡ cho vào quá nhiều rồi. Đấy. Mình chỉ dùng một tấm thôi. Quên mất, mình chỉ dùng một tấm thôi. Đây. Bây giờ đi đầu tiên chúng ta phải xử lý là chúng ta phải xóa cái phông nền của cô gái này đi, phải xóa thôi. Để tách được phông nền thì các bạn dùng cho mình chức năng của công cụ Quick Selection vào đây, bạn điều chỉnh kích thước bằng cách vào đây, bạn giảm lên đây cái cọ này thì các bạn vẽ, chúng ta chọn nhanh cái vùng chính của chủ thể ha, đặt phóng to lên đấy, ta sẽ lấy nó cho chính xác nha các bạn, đừng bị thiếu. Đấy. Chỗ nào to quá các bạn hạ nhỏ cỏ lại. Rồi bây giờ mình tách nè, mình tách như sau nha các bạn. Các bạn có vùng chọn như thế này rồi thì khi mình nhân đôi, có nghĩa là mình Ctrl Z lên. Rồi các bạn thấy là mình đã nhân đôi được một lớp. Chúng ta tắt ẩn với con mắt của lớp dưới đi, lớp góc này đi. Ẩn đi. Chúng ta làm việc trên cái lớp chính này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình tắt cũng là nhanh vậy. Rất là nhanh đó. Đấy. Nhưng mà trước cái thao tác này thì khuyên các bạn là chúng ta nên gọt cho nó mịn màng một chút. Đây mình trở lại cái selection trước khi mình nhân đôi nè, sorry nha các bạn, chọn là refine x. Đấy, các bạn đổi cái view là thành là on black để chúng ta nhìn những màu đen, nền đen cho nó rõ nha. Ở đây các bạn cũng tiến hành chúng ta tăng giảm cái cọ thông số bên này, cái để bằng không, chúng ta quét sơ một chút trên cái vùng tóc. Đấy, bạn thấy không? Đấy, tóc bây giờ nè, đấy nó lấy được cọng tóc luôn ấy, rất là nhanh. Rồi. Rồi. Ha.
đây các bạn có thể tỉ mỉ bằng cách dùng như vậy vẫn được nha. Còn nếu như mà không thấy cần thiết chúng ta cần truy lại thôi. Đấy. Nên nhớ là cái phần đánh này các bạn dùng một nửa cọ thôi. Đấy, chúng ta hạ thông số shift x xuống để cho cái đường viền này nó ăn vào cho những cái khớp nối, những cái đường mà các bạn chọn ấy nó được mịn màng hơn nha. Ở đây giống như hạ đánh sai mình giữ cái alt mấy dấu trừ mình kéo lại đơn giản như vậy. Đấy. Sau cùng mà chúng ta chọn Outburst. Nếu như ở đây Outburst tôi chọn New Layer, nghĩa là nó tạo cho mình một lớp mới luôn. Ok. Đây. Mấy tóc rồi luôn, ngon lành rồi. Bây giờ mình nào mình thay đổi nào. Như khi nãy mình nói nha, mình sẽ giữ lại cái phần da. Đấy, bằng cách là mình dùng cái chức năng lọc đó là Shrink. Shrink nhé. Cái những cái phần tối nó sẽ mất. Bây giờ trước mắt thì mình sẽ cho vào đây một cái hình liên kết, có nghĩa là thành phố hoặc là cây hoặc là cái gì đấy các bạn sẽ chọn. Thường ở đây thì mình có nhiều cách làm lắm chứ không phải như vậy nha. Rồi mình phóng to ra nó vừa phải thôi. Rồi giờ các bạn quan sát nè, tôi chọn hình cô gái và tôi đổi chức năng normal thành shrink. Các bạn thấy nó giữ lại nè, nó mất đi phần tối nè. Chúng ta sẽ dùng cái cường độ cao hơn bằng cách là đổi lên light. Rồi thì bây giờ các bạn di chuyển cái cây nha, chọn cái cây và di chuyển đấy để cho nó phù hợp chứ. Đấy, vậy nào, mục đích của mình làm là mình làm vậy thôi. Rồi chúng ta có thể chọn cái cây ta xoay lại một chút nha, hoặc là người ta có thể xoay enter đi, hoặc là xoay cái cây một tí, bạn kéo nó xuống một tí cũng được tùy như thế nào mà chúng ta thấy nó được nhất, nó đẹp nhất thì chúng ta có thể dùng. Đấy, bạn thấy không? Ok. Một lần như vậy. Rồi, như vậy đi. Vậy ha. Chúng ta tích vào đây để chúng ta kết nối kết thúc cái lần xoay nè. Giờ mình sẽ loại bỏ như sau các bạn. Chức năng này thì mình có liên quan tới cái layer mask, cái lớp mặt nạ. Các bạn để ý nha, ở đây mình không phải chọn như vậy nè, mình click vào đây nè. Vì khi mình click ở ngoài thì nó khác, mà mình click vào trong vuông nó khác nha. Mình chọn chức năng là select pixel. Rồi select pixel là mình có được cái vùng chọn của cô gái rồi đúng không. Tiếp đến là các bạn đổi là chúng ta chọn xuống cái lớp có cái cây này, mấy pixel của anh này đặt xuống đây và click vào biểu tượng này. Đấy, xong. Nó là vậy các bạn nha. Đấy, và chúng ta đã hoàn thành xong cái phần mà layer. Rồi, chào các bạn. Hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những chức năng nâng cao layer này.